Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị soát xét đề án Huế bốn mùa hoa. Đây là ý tưởng nhằm biến hai bên bờ sông Hương đẹp hơn, lung linh hơn trong sắc hoa bốn mùa. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tham dự và chủ trì hội nghị. Mục đích của đề án nhằm hiện thực hóa đề án tổ chức ngày Chủ nhật xanh, hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm xanh sạch sáng, triển khai thực hiện trồng hoa và cây xanh tại cả khu vực tuyến đường quan trọng để thành phố Huế có bốn mùa hoa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhằm huy động sự tham gia của các tập thể, tổ chức, đoàn thể, đặc biệt là vai trò của tổ dân phố, các tổ chức đoàn thể khu vực dân cư trong việc thực hiện thành phố bốn mùa hoa, bảo vệ bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, tính đa dạng sinh học, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa, làm đẹp cảnh quan đô thị, xây dựng và hình thành lối sống văn minh, văn hóa đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường trong cộng đồng và toàn xã hội. Các chỉ tiêu cụ thể, 100% cơ quan công sở trên địa bàn thành phố đảm bảo mỹ quan công sở, trong đó chú trọng đến việc bố trí các loài cây, hoa theo mùa. 100% trường học trên địa bàn triển khai trồng hoa, cây xanh trong khuôn viên. Mỗi phường xây dựng ít nhất một đường hoa hoặc vườn hoa. Mỗi tổ chức mặt trận và các đoàn thể đảm nhiệm một đường hoa hoặc vườn hoa, 100% cầu qua sông được trang trí hoa. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Ngọc Thọ đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tận người dân, phương châm người người trồng hoa, nhà nhà trồng hoa, xây dựng kế hoạch thực hiện nhằm thu hút sự tham gia của cộng đồng và du khách trong trồng cây, trồng hoa để góp phần chung tay xây dựng Huế thành thành phố bốn mùa hoa, nhằm tạo nét đặc trưng riêng có của đô thị Huế, tạo một môi trường đáng sống của đô thị Huế, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan thân thiện với môi trường.